Xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì cô Ba đang đi vào thăm một cái mảnh vườn rất là đẹp đây. Thì sau những ngày mưa thì khí hậu của Đắk Nông hôm nay có một ngày trời nắng đẹp, rất là tiện lợi để đi thăm vườn. Thì hiện tại thì em có đi vào một mảnh vườn ha. Mảnh vườn này rất là đẹp luôn. Nó tọa lạc tại thôn 9 xã Phương Tân, huyện Thi Đức, tỉnh Đắk Nông. Thì lô vườn của mình thì nó cách đường bê tông khoảng 200m thôi, ô tô vào tận nơi nha. Lô vườn của mình thì nó có tổng diện tích là gần 1 hecta, nhưng mà ở trong sổ thì hiện tại là chỉ có là 7 sào thôi ha, gần 7 sào. Lô vườn của mình thì nó đất rất là tươi xốp, rất đẹp. Mọi người thấy cây sầu riêng không? Cây sầu riêng năm thứ 3 rồi đó, rất là tuyệt vời, cực kỳ khuất gió nha. Mọi người nhìn cây sầu riêng mà không bị phạt là mọi người biết cái lô vườn của mình cực kỳ khuất gió. Vườn của mình thì hiện tại là hiện hữu ở trên là có 800 cây cà phê nha, và có hơn một sào là đất trống. Thì cà phê mình có chủ nhà trồng 800 cây, mà năm vừa rồi thì chủ nhà cho thu là một tấn tám cà phê. Nhưng mà năm nay á thì mọi người thấy này, cái dàn cà phê rất là đẹp luôn ha. Cà phê này thì đã to đẹp khỏe rồi, thì mọi chủ nhà cũng đã bỏ phân rồi, chăm bón rất là kỹ càng. Đây là tâm huyết của chủ nhà, mà vì một cảnh hai quê, mà cha mẹ già ở ngoài quê nên đứt ruột, nên chủ nhà cũng phải bán cái lô vườn này để về ở với cha mẹ, để tiện thể chăm sóc cha mẹ nha. Thì lô vườn của hiện tại thì chủ nhà bán với giá là 650 triệu. Mọi người yêu thích thì hãy liên hệ cho em, để em có thể nói với chủ nhà để bớt thêm vài ít lọc lá cho mọi người ha. Lô vườn của mình hiện tại thì là rất là đất, có 90% là đất bằng, bằng lại đẹp như thế này, và chỉ có một sào nhỏ thôi là nó tăng cấp một xíu ha, nó hơi dốc một xíu thôi. Lô vườn của mình thì hiện tại ở trên vườn thì có một cái ngôi nhà nhỏ như thế này ha, một cái nhà nhỏ như thế này ở tạm như thế này ha. Đó, chủ nhà ở nơi đây để làm vườn này. Không khí Đắk Nông thì cực kỳ mát mẻ trong lành. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy hả, buổi chiều nè, vào sáng sớm nè, không khí rất là tuyệt vời ha. Mọi người ra mọi người xem nè, có mây nè, đủ hình thù. Và cây sầu riêng này mọi người, cây sầu riêng này thì hiện tại thì đang cho thu bói ra nè cả nhà. Ở trên vườn thì có được chắc cũng khoảng tầm gần chục cây sầu riêng ha. Đó, như thế này. Và đất thì ở đây tươi xốp cực kỳ đẹp luôn, không khí trong lành mát mẻ. Và có cái diện tích thì tầm vài sào thế này ha, gần một hecta thế này, thì mọi người làm rất là ổn định. Và trong sổ thì có thể hiện suối nữa nha cả nhà. Đó, mọi người thấy cái mây không? Đây là buổi trưa nắng nóng, mà đây mà mọi người thấy mây như thế này thì mọi người biết rồi đó ha. Không khí Đắk Nông rất là tuyệt vời. Mọi người yêu thích thì liên hệ liền cho em nha.